Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng đây. Hôm nay em sẽ báo giá cái một mẫu đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng vàng màu hun nâu giả cổ mà mẫu mới nhất bên em là giá là bao nhiêu. Chắc chắn là các bác đang rất quan ngại về cái vấn đề là về giá. Cái bộ đỉnh này thì em sẽ bật mí cho các bác là bộ đỉnh này là một trong những tầng khuất bình dân, là các bác có thể ai cũng có thể mua được cái bộ đỉnh như thế này. Bộ đỉnh này thì có rất nhiều tiêu chí dành cho các bác và cái quyền lợi cho các bác là thứ nhất. Bộ đỉnh này thì có tiêu chí là rất là bền. Thứ hai là cái màu sắc là màu hun nâu giả cổ, mang lại sự cổ kính cho các bác. Và cái thứ ba thì sẽ màu đỉnh này là một trong những màu đỉnh bên em đã cải thiện rất là nhiều và đã làm lại và coi như là mẫu mới nhất và độc quyền nhất ở xưởng nhà em. Thì em sẽ quay cho các bác xem về cái chi tiết và em sẽ cuối cùng là em sẽ báo giá cho các bác bộ đỉnh này giá bao nhiêu tiền. Thì đây các bác thấy đây nhá. Cái thứ nhất là con nghê này sẽ được khắc chạm này. Khắc chạm rất là sắc nét nha bác nhá. Thứ hai là cái phần thân bụng này. Các bác thấy này, phúc lộc thọ này. Đường trước cũng có và đường sau cũng có nha bác nhá. Hai họa tiết rồng này. Về cái phần review này em chỉ review qua cho bác thôi. Chủ yếu là em sẽ báo giá. Vì tại là giá cả thì các bác là rất quan tâm đến cái vấn đề là báo giá luôn. Thì hôm nay em xin báo giá cụ thể với các bác cái bộ đỉnh này. Bộ đỉnh này ngũ sự 60. Nặng là khoảng tầm là 29 kg. Và giá của bộ này là 14.500.000. Thì các bác nào muốn quan tâm, muốn đặt hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Bên em có rất nhiều các mẫu mã và rất nhiều các kích thước khác nhau. Các bác cứ để lại số điện thoại phía dưới phần mô tả video, hoặc là các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em qua số 0836 173 950, hoặc các bác có thể kết nối với Zalo để có thể là nói chuyện, để em tư vấn cho các bác, để các bác có thể sắm được một bộ đỉnh cho phù hợp với kích thước bàn thờ này, phù hợp với túi tiền nhà mình này. Bên em có rất nhiều mẫu mã khác nhau nên các bác yên tâm nhé. Về vấn đề về giá thì tiền nào phải nấy, mà các bác nên yên tâm về cái vấn đề đấy. Bên em có tất cả những mặt hàng khác nhau đấy. Thì hôm nay em báo giá cho các bác để các bác biết được cái giá mình mua là bao nhiêu để mình có thể mua sắm được một bộ đỉnh thờ như thế này. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.